Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Kiến nghị sớm tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân. Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022. Nhiều sai phạm quản lý nhà đất công tại Đà Nẵng. Không dùng ngân sách nhà nước bắn pháo hoa mừng năm mới năm 2022. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, kiến nghị tiêm sớm vaccine mũi 3 cho công nhân, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HBA kiến nghị tiêm mũi 3 cho hơn 320.000 công nhân tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Chiều ngày 10 tháng 12, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch HBA cho biết nhóm cần được ưu tiên gồm các công nhân là F0 khỏi bệnh cách đây 6 tháng, lao động mắc bệnh nền, miễn dịch kém, dễ nhiễm COVID-19. Ngoài ra hơn 300.000 công nhân đã tiêm mũi 2 và phần lớn để thời gia hạn tiêm mũi tiêm tiếp theo. Theo lãnh đạo HBA, môi trường nhà máy khép kín một số khu vực, sản xuất đều không thể giãn cách truyền, khó đảm bảo khoảng cách nên dễ lây nhiễm. Công nhân thường sống trong khu nhà trọ. Chật chội càng khiến lây lan dịch nhanh. Khi thành phố mở cửa từ đầu tháng 10 đến nay, số ca nhiễm tại các nhà máy liên tục tăng cao, có thời điểm hơn 100.000 ca mỗi ngày. Công nhân nhiễm COVID-19 phải nghỉ việc, điều trị cách ly từ 12 đến ngày 28 do ảnh hưởng đến sản xuất. Do đó, việc tiêm bổ sung mũi thứ 3, doanh nghiệp bảo vệ lực lượng sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng khi các nhà máy phải đóng cửa do bùng phát dịch, thành phố cần xem xét 320.000 lao động làm việc tại hơn 1.500 doanh nghiệp. Trong các khu công nghiệp là lực lượng sản xuất chủ chốt để có chính sách phù hợp. Bởi kim ngạch xuất khẩu của các khu công nghiệp hàng đợt năm nay hơn 27 tỷ USD, chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai tiêm mũi 3. Thành phố dự kiến tiêm mũi 3 cho người dân trong hai giai đoạn. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 12 đến hết năm nay, tập trung tiêm cho người suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ 2 mũi ít nhất 28 ngày và người đã tiêm đủ 2 liều ít nhất 6 tháng. Đợt 2 suốt năm 2022, thành phố tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên và toàn bộ người trên 18 tuổi. Đến nay khoảng 6,9 triệu người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 2. Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022. Chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục tất cả các chuyến bay quốc tế thường lệ, chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tối ngày 10 tháng 12. Theo đó, Việt Nam đang thực hiện chiến lược thích ứng an toàn. Việc mở cửa trở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chủ trương nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy quá trình hồi phục kinh tế xã hội, du lịch không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được về quê hương đối với bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến. Phó Thủ tướng đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế như thường lệ, chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bắc Kinh, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles. Việc mở cửa trở lại các đường bay trên phải có cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng chống dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế như thường lệ, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đàm phán sớm thống nhất với các vùng, các nước vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, ưu tiên tiêm tại các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm. Các Bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất ngay và công bố phần mềm khai báo y tế áp dụng đối với các địa phương đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế kiểm soát, truy vết người nhập cảnh. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế như thường lệ theo kế hoạch để phê duyệt, kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tại cuộc họp hôm qua ngày 9 tháng 12, trong bối cảnh Việt Nam có tỷ lệ tiêm vaccine cao, các bộ đã nhất trí chủ trương mở lại các đường bay quốc tế như thường lệ. Nhiều sai phạm quản lý nhà đất công sản tại Đà Nẵng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị phát hiện giao đất công sản không qua đấu giá, nghi có dấu hiệu phạm tội. Ngày 10 tháng 12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, công ty thành lập năm 1992, có quyết định cổ phần hóa năm 2007 và hoàn tất cổ phần hóa vào tháng 3 năm 2010. Thanh tra đã phát hiện 7 dự án tòa nhà, đất có nhiều sai phạm và hạn chế. Cụ thể, Đà Nẵng giao đất tại 3 dự án ở khu dân cư Bắc Phan, Bà Phiến, quận Sơn Trà diện tích là 124.152,3 m², khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng, quận Cẩm Lệ diện tích là 109.272,0 m² và chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu diện tích 811,4 m².
cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Đà Nẵng không qua đấu giá, vi phạm quy định tại điều 58 Luật Đất đai, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại hai trong 3 dự án này có vi phạm quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về cổ phần doanh nghiệp nhà nước có dấu hiệu gây thất thoát vốn nhà nước. Chung cư 38 Nguyễn Trị Thanh chưa xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi mật độ xây dựng chung cư tại thửa đất số 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu diện tích 752,5 m², thanh tra thành phố xác định việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Đà Nẵng mà không có thẩm định do nhu cầu sử dụng đất nhà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Thêm vào đó, hội đồng thẩm định giá đất thành phố đề xuất giảm 30% đơn giá đất để thu tiền sử dụng đất và ước tính mật độ xây dựng 70% khi xác định giá đất và thiếu cơ sở. Việc giảm 10% tiền chuyển quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng là vi phạm. Thành phố cấp sổ đỏ mục đích đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài với các dự án này cũng là sai quy định. Với nhà đất ở 31 Núi Thành, quận Hải Châu diện tích 620 m², thanh tra kết luận việc cổ phần hóa xí nghiệp công ty giao thông và xây dựng trực thuộc công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng năm 2007 là vi phạm các quy định pháp luật, có dấu hiệu gây thất thoát vốn nhà nước. Tại dự án chung cư cao tầng 06 Nguyễn Du, quận Hải Châu diện tích 3.269 m², tổ chức đấu thầu hạn chế với 3 nhà thầu, không quy định phê duyệt dự án được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất và phê duyệt công ty công nhận trúng thầu được thực hiện dự án với phần nộp ngân sách thành phố một lần 2,9 tỷ đồng để được sử dụng lâu dài khu nhà đất này là không đúng đối tượng, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước. Việc không đưa 30% phần được chia khối trung tâm thương mại và tầng hầm vào xác định giá trị khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là vi phạm khoản 2 điều 30 Nghị định 109 năm 2007 của Chính phủ. Sau cổ phần hóa, công ty cổ phần đã chuyển nhượng để hưởng lợi. Còn với dự án Bắc nút giao thông Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ diện tích 107.441 m², Ủy ban nhân dân Đà Nẵng đã giao đất cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng khi chưa thu hồi đất đã giao cho Sở Xây dựng trước đó. Giao đất không qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, hội đồng thẩm định giá đất thành phố được sử dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt không đúng quy định, dẫn đến việc ước tính doanh thu giảm và tăng chi phí đầu tư dự án làm giảm số thu tiền sử dụng đất, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước. Cơ quan thanh tra nhận thấy hai lô đất cộng sản có nhiều dấu hiệu tội phạm là nhà đất 186 Trần Phú và dự án khu dân cư văn hóa thể thao An Trung 2 nên có văn bản chuyển đến cơ quan điều tra, công an Đà Nẵng điều tra xử lý theo quy định. Đa số các dự án nhà đất trên đều nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố, nhiều nơi xây dựng khách sạn, ngân hàng, chung cư từ những nơi sai phạm trên thành phố Đà Nẵng. Thanh tra Đà Nẵng đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo công an thành phố điều tra, xử lý các dấu hiệu tội phạm với các vụ việc do thanh tra thành phố chuyển sang, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền cần xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất với các thửa đất theo đúng quy định của pháp luật. Chánh thanh tra Phan Thanh Long cũng kiến nghị công an thành phố Đà Nẵng điều tra các dấu hiệu tội phạm trong việc tranh chấp hành chính, pháp luật về quản lý sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa tại công ty của các thửa đất và dự án gồm dự án Bắc Phan Bá Phiến, dự án Hòa Phát 3 mở rộng, nhà đất 31 Núi Thành, dự án chung cư cao tầng 06 Nguyễn Du, dự án Bắc Nút giao thông Hòa Cẩm. Không dùng ngân sách nhà nước bắn pháo hoa mừng năm mới năm 2022, Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo địa phương căn cứ tình hình cụ thể, cân nhắc thận trọng việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán. Theo chỉ thị vừa được Thường trực Ủy ban, Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký và ban hành, việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới phải được quyết định trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm, an toàn, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Các cơ quan địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 hạn chế tối đa, tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức các đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền. Các tỉnh, thành phố nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho các lãnh đạo cấp dưới mọi hình thức. Các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây cần thực hiện an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Nhiều năm qua, trong chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán, Ban Bí thư đều quy định về việc tổ chức bắn pháo hoa, trong đó năm 2016, các địa phương được yêu cầu không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách. Năm 2020, Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương.